Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhấn mạnh mối lo ngại nguy cơ thương mại toàn cầu bị phân mảnh thành các khối riêng biệt khiến sản lượng kinh tế toàn cầu sụt giảm. Ngoài ra, IMF cũng đưa ra một số nhận định đáng chú ý liên quan tới hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của IMF Julie Kozak nhận định sự phân mảnh thương mại toàn cầu sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế nói chung, khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu có thể giảm tới 7%, tương đương với quy mô kinh tế của Đức và Nhật Bản. Liên quan đến việc chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vì thiếu ngân sách, IMF cho rằng đây là một rủi ro có thể tránh được, đồng thời kêu gọi các bên đạt được đồng thuận về việc tiếp tục tài trợ cho chính phủ nước này. Ngoài ra, IMF ghi nhận một số dấu hiệu ổn định của nền kinh tế Trung Quốc từ dữ liệu gần đây, cho rằng nước này có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. Quan chức IMF đánh giá Trung Quốc có thể tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn trong trung hạn nếu thực hiện các bước cải cách nền kinh tế để tái cân bằng tăng trưởng từ đầu tư sang chi tiêu tiêu dùng. Nền kinh tế của Nga đang trải qua quá trình chuyển đổi quy mô lớn, mặc dù giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng từ quan hệ căng thẳng với phương Tây đã qua. Nhận định trên được Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đưa ra tại Diễn đàn Tài chính Moscow ngày hôm qua. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho rằng việc các đối tác phương Tây đơn phương cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga đã làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề. Tuy nhiên, nước Nga đã vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng các dự báo về sự sụp đổ của nền kinh tế Nga đã không trở thành hiện thực. GDP của Nga trong năm 2022 chỉ giảm 2% trong bối cảnh phải chịu nhiều sức ép to lớn. Theo người đứng đầu chính phủ Nga, với thị trường lao động ổn định và tỷ lệ đầu tư cao, Nga có khả năng thích ứng với những trở ngại mới và đã phục hồi nền kinh tế về mức trước khủng hoảng vào giữa năm nay khi sản lượng một số ngành đã hoàn toàn vượt qua số liệu trước đó. Ông Mishustin cho rằng hoạt động đầu tư và tiêu dùng cũng như việc mở rộng các ngành sản xuất sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế Nga. Thủ tướng Mishustin cho biết thêm, việc các nhà đầu tư nước ngoài rời bỏ thị trường Nga đã tạo ra động lực phát triển cho các công ty, các nhà cung cấp khác trước đây chưa được biết đến nhiều, bắt đầu các dự án kinh doanh mới. Ngày 28 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết các nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ và Trung Quốc vừa tiến hành các cuộc thảo luận tại Washington trong tuần này. Động thái diễn ra trong bối cảnh hai bên cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 11 tới đây. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Daniel Crittenbrink, đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đồng vào ngày hôm qua. Hai nhà ngoại giao đã có cuộc thảo luận thẳng thắn, chuyên sâu và mang tính xây dựng về các vấn đề khu vực. Đây là một phần trong các nỗ lực hiện nay giữa hai bên nhằm duy trì các kênh liên lạc song phương. Giới phân tích nhận định, việc Mỹ và Trung Quốc tiến hành các cuộc tiếp xúc ngoại giao như trên cho thấy khả năng hai bên đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC ở San Francisco, Mỹ. Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đã nhất trí duy trì các kênh liên lạc và tiến hành các cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao của hai nước trong những tuần sau đó. Lần gần đây nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau trực tiếp là hồi tháng 11 năm 2022 tại Indonesia, trước thêm hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, cơ quan này đang chuẩn bị kế hoạch cho khả năng chính phủ phải đóng cửa vào ngày 1 tháng 10 tới do hết ngân sách hoạt động. Và nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần thứ tư chính phủ Mỹ bị đình trệ hoạt động trong vòng một thập kỷ qua. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện trong những ngày tới nhằm quyết định xem các vị trí việc làm nào là thiết yếu và quan trọng đối với an ninh quốc gia. Từ đó, cơ quan này sẽ quyết định những công việc cần được duy trì liên tục và vị trí việc làm nào có thể tạm bị đình chỉ. Chúng tôi vẫn hy vọng Quốc hội sẽ làm việc và nhất trí được việc mở rộng ngân sách liên bang. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao vẫn cần chuẩn bị các kế hoạch sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất. Bế tắc trong cuộc đàm phán về ngân sách tại Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đang đẩy nước Mỹ tiến gần hơn đến kịch bản chính phủ phải đóng cửa một phần vào cuối tuần này. Tình huống này được cho là xuất phát chủ yếu từ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng Hòa về vấn đề thuế và chi tiêu, trong đó có gói viện trợ 24 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Từ năm 1981 đến nay, chính phủ Mỹ đã 14 lần bị đóng cửa, có lần chỉ kéo dài 1 đến 2 ngày, lần gần đây nhất và lâu nhất kéo dài 35 ngày dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump do bất đồng về chi tiêu cho an ninh biên giới.
Ngày 28 tháng 9, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với một cựu quan chức Sudan và hai công ty bị cáo buộc làm trầm trọng thêm tình hình trạng bất ổn ở Sudan. Và đây là lệnh trừng phạt mới nhất của chính quyền Washington sau khi giao tranh giữa quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự nổ ra vào giữa tháng 4 năm nay. Lệnh trừng phạt lần này nhằm vào ông Ali Kati, cựu ngoại trưởng dưới thời Tổng thống Omar al-Bashir và sau đó trở thành lãnh đạo của phong trào Hồi giáo Sudan sau khi ông Bashir bị lật đổ vào năm 2019. Ông này bị cáo buộc đã cản trở các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn giữa SAF và RSF. Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp là công ty GSK Advanced Company có trụ sở tại Sudan và công ty cung cấp thiết bị quân sự Aviatrade có trụ sở tại Nga cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt lần này. Theo Bộ Tài chính Mỹ, GSK Advanced đã cùng với Aviatrade đã sắp xếp việc mua sắm các linh kiện và vật tư, cũng như tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng sử dụng máy bay không người lái cho các thành viên của RSF. Trước đó, Mỹ cũng đã áp đặt lệnh trừng phạt với một lãnh đạo cấp cao của RSF cũng như một số công ty của Sudan với cáo buộc kích động xung đột. Những cá nhân và thực thể này bị đóng băng tài sản ở Mỹ và không được phép giao dịch với công dân Mỹ. Hôm qua, Thủ tướng Thụy Điển đã triệu tập một cuộc họp khẩn bao gồm người đứng đầu các lực lượng vũ trang và cảnh sát nhằm triển khai các biện pháp tăng cường an ninh để đối phó với các vụ bạo lực băng đảng đang gia tăng trong thời gian vừa qua. Thủ tướng Christensen nhấn mạnh, ông đã triệu tập Ủy viên Cảnh sát Quốc gia và Tư lệnh Quân đội đến cuộc họp để tìm kiếm các giải pháp. Ngày càng nhiều trẻ em và dân thường vô tội bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực tràn lan, không thể diễn tả được tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Thụy Điển chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì như thế này. Không quốc gia châu Âu nào phải trải qua tình trạng này. Trước đó, hai người đã thiệt mạng trong những vụ tấn công bằng súng khác nhau ở thủ đô Stockholm hôm 27 tháng 9. Cảnh sát ước tính hiện có khoảng 30.000 người ở Thụy Điển đang trực tiếp tham gia hoặc có liên hệ với các băng đảng. Bạo lực đang lan từ các đô thị lớn tới những thị trấn nhỏ, nơi trước đây hiếm khi xảy ra các vụ tấn công như vậy. Tình trạng này đã gây ra một làn sóng bất bình từ người dân và chính giới Thụy Điển. Trong thông báo mới đây, cảnh sát nước này nhấn mạnh tình trạng tội phạm đang đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn và an ninh của đất nước, khiến nhiều dân thường vô tội bị sát hại hoặc bị thương. Lực lượng cảnh sát khẳng định sẽ làm mọi biện pháp để ngăn chặn tình trạng trên tái diễn. Hơn 2.500 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi tìm cách vượt Địa Trung Hải đến châu Âu trong năm 2023. Con số đáng báo động này được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đưa ra ngày hôm qua. Theo UNHCR, con số 2.500 người thiệt mạng hoặc mất tích được thống kê đến ngày 24 tháng 9 đã tăng vọt so với con số 1.680 cùng kỳ năm ngoái. Con số này không bao gồm số người thiệt mạng trên đất liền chưa được thống kê đầy đủ. UNHCR nhấn mạnh, hành trình trên bộ từ các quốc gia châu Phi cận Sahara đến các điểm khởi hành trên biển là Tunisia và Libya vẫn là một trong những hành trình nguy hiểm nhất thế giới. Những người di cư và tị nạn có nguy cơ thiệt mạng và bị vi phạm nhân quyền trắng trợn ở bất cứ khâu nào. Tổng cộng, khoảng 186.000 người đã đến Nam Âu bằng đường biển từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 24 tháng 9, cập bến Italy, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Síp và Malta. Trong đó, hơn 130.000 người đã đến Italy, đánh dấu mức tăng lên tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, từ tháng 1 cho đến tháng 8 năm 2023, ước tính có hơn 102.000 người tị nạn và di cư đã cố gắng vượt Địa Trung Hải từ Tunisia và 45.000 người từ Libya. Chỉ có khoảng 31.000 người được cứu sống trên biển hoặc bị ngăn chặn và đưa vào bờ ở Tunisia và 10.600 người ở Libya. Sáng nay 29 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã công bố những cải cách vốn mới, qua đó tăng vốn cho vay thêm 100 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới, trong một nỗ lực mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển và chống đói nghèo nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. Ngân hàng ADB có trụ sở tại Manila cho biết đang điều chỉnh khẩu vị rủi ro và giảm mức vốn hóa tối thiểu theo cách duy trì mức xếp hạng tín dụng AAA, trong khi vẫn cho phép ngân hàng mở rộng cam kết cho vay thêm gần 40% lên khoảng 36 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Động thái của ADB nhằm mở rộng nguồn vốn cho vay tương tự các biện pháp mà Ngân hàng Thế giới WB công bố hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ADB cho biết ngân hàng này có truyền thống áp dụng cách tiếp cận thận trọng hơn, duy trì tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro cao hơn WB và các ngân hàng phát triển đa phương khác.
Vì vậy, khi phân tích rủi ro và điều chỉnh giảm ước tính các tổn thất ngoài dự kiến, ngân hàng này có nhiều dư địa hơn để trích ra các khoản cho vay mới từ cấu trúc vốn của mình so với một số ngân hàng khác. Ngoài ra, ADB còn xây dựng quỹ đệm cho vay nghịch chu kỳ trị giá 12 tỷ đô la Mỹ để sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên vào những thời điểm khủng hoảng, giúp các nước ổn định và tránh những tổn thất từ vay nợ. Dự kiến, việc tăng vốn cho vay để chống biến đổi khí hậu, đại dịch, mất an ninh lương thực và một số lĩnh vực khác sẽ là nội dung các cuộc thảo luận tại cuộc họp thường niên của WB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF diễn ra ở Marrakech, Maroc từ mùng 9 đến ngày 15 tháng 10 tới. Ngày 29 tháng 9, Cơ quan Thống kê Hàn Quốc đã công bố kết quả khảo sát bổ sung về người cao tuổi. Kết quả phân tích dữ liệu vi mô cho thấy gần 80% số người cao tuổi nghỉ hưu được hỏi cho biết vẫn có nguyện vọng tiếp tục làm việc. Con số này cao hơn 10,5 điểm phần trăm so với tỷ lệ toàn bộ người cao tuổi mong muốn tiếp tục làm việc. Cụ thể, trong số 443.000 người cao tuổi nghỉ hưu, có 350.000 người, tương đương 79%, cho biết vẫn có nguyện vọng tiếp tục làm việc. Lý do phổ biến nhất khiến người về hưu muốn tiếp tục làm việc là sức khỏe cho phép, có niềm vui chiếm 52,3%. Tiếp đó là nhằm giúp trang trải chi phí sinh hoạt hoặc cần tiền là khoảng 35%. Trường hợp chán ở nhà hoặc để giết thời gian là 5,6%. Trong khi vẫn có khả năng, kỹ năng cần thiết cho xã hội là 5% và vì lý do để giữ gìn sức khỏe chỉ 2,1%. Do già hóa, dân số nghỉ hưu ở Hàn Quốc đang tăng lên hàng năm từ 394.000 năm 2021 lên 417.000 năm 2022 và 443.000 trong năm nay. Đặc biệt, với đề xuất gần đây về kế hoạch cải cách lương hưu nhằm tăng dần độ tuổi hưởng lương hưu ở Hàn Quốc từ 65 lên 68, nhu cầu việc làm liên tục ngày càng tăng. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đang tập trung vào việc mở rộng việc làm thông qua chính sách việc làm liên tục thay vì kéo dài độ tuổi nghỉ hưu theo luật định. Điều này là do việc kéo dài độ tuổi nghỉ hưu một cách hợp pháp có thể sẽ là rào cản đối với cơ hội việc làm của thanh niên. Nam diễn viên người Anh gốc Ireland Michael Chambers nổi tiếng với vai diễn thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore trong bộ phim Harry Potter vừa qua đời vào ngày 28 tháng 9, hưởng thọ 82 tuổi. Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, nam diễn viên Michael Gambon đã đóng nhiều vai diễn, song nổi tiếng nhất vẫn là vai giáo sư Albus Dumbledore, thầy hiệu trưởng đáng kính của trường phù thủy Hogwarts trong loạt phim Harry Potter. Ông đảm nhận vai diễn này từ phần thứ 3 là Harry Potter và người tù ngục Azkaban ra mắt năm 2004. Với những công hiến của mình cho nghệ thuật, nam diễn viên đã giành được 4 giải BAFTA, 3 giải thưởng Olivier của Hiệp hội Nhà hát London, cũng như 2 giải nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh cho bộ phim Gosford Park năm 2001 và The King's Speech 2010. Gambon được phong huân chương tư lệnh Đế quốc Anh vào năm 1992 và được Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ vì phục vụ cho lĩnh vực nghệ thuật vào năm 1998. Bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.